Xin chào tất cả các bác nhá. Và sau rất nhiều thời gian mà Thắng đã chạy từ dưới Hà Giang và lên đến đây thuộc Mèo Vạc, mà các bác biết rằng là Thắng đến đây là Thắng phải nhờ em A Giờ, là nhờ Thắng nấu nhờ A Giờ nấu cơm hộ cho Tất Thắng. Thì các bác biết là A Giờ là một người mà Thắng cũng coi như người em của Tất Thắng, và hiện giờ thì A Giờ đã nấu cơm ở trong này và Thắng đến đây. Và các bác biết rằng một lần trước Thắng có quay cũng có rất nhiều những cái cô gái ở những cái ngôi làng mà nói rằng ế chồng, thì đây cũng có những cái cô gái như vậy. Thường thường thì các bác chỉ nghe thấy những người đàn ông ế vợ thôi, chứ chưa nói biết được rằng là có những người con gái người ta vẫn nói rằng ế chồng đó, mặc dù mới chỉ có 20, 23, 24 thôi mà họ đã lo ế rồi. Và trước kia Thắng quay những cái video đó thì có rất nhiều các cô bác hỏi rằng là có thể lấy cho tôi thằng con trai của tôi, có thể lên đấy hỏi được không, hay là yêu được không, hay là xin Facebook hộ tôi để tôi cho người con trai của tôi có thể lên đấy được, hoặc cho người cháu của tôi được. Thì bây giờ thì hôm nay các bác xem ở đây có các cô gái nào và như thế nào, các cô gái người Mông ở trong một cái bản mà Thắng vào đến đây. Xem Thắng cũng rất là tò mò khi A Giờ nói rằng bảo ở đây có rất nhiều em gái cũng độ tuổi như vậy mà chưa có chồng. Đó, và thì A Giờ ở trong này đấy. Thì nói đến người Mông thì các bác thấy rằng là có những người chỉ 18 đôi mươi rồi mà đã 2-3 người con rồi đấy, mà còn thì mà họ mà khoảng 18 đôi mươi mà chưa lấy chồng, hay là những cái người mà 23, 24 tuổi mà họ chưa lấy chồng nữa là họ cũng đã lo rồi đó. Nhưng mà chưa thấy A Giờ đâu cả nhỉ. A Giờ ơi, A Giờ. Chào anh. Xin chào. Em chào anh nhá. Đang làm gì đây? Em hôm nay vào đây chơi. Mua gà chưa? Em có mua được rồi. Đâu có bảo có các em ở đâu? Có mà, các em đang ở trong nhà này. Gọi ra đây. Cho sáng. Em Phi ơi. Em Phi ơi. Ở đây là Thắng thấy có mấy ngôi nhà, có 3 ngôi nhà, 2 ngôi nhà trình tường. Bên này cũng ngôi nhà trình tường hết. Đấy. Có mấy em ở làng này? Có 4 em. À. Ở đây rất là đông luôn nhưng mà họ không vào được. Hôm nay là đông quá. À. Ở đâu đâu, mời các em ra đây xem nào. Ôi giời. Này thì mấy em này là các bác xem được trước là Thắng có quay em gì nhỉ? Em cấy nhỉ? Em cấy này, em mỉ này, và các em nữa. Hôm nay Thắng phải hỏi A Giờ một chút là các em này là đang độ tuổi từ bao nhiêu tuổi đây? Hầu như là đủ tuổi hết rồi, 18-19 tuổi. Sao nhìn có vẻ ăn mặc giống người dưới xuôi thế? Hay có giả cầy không đấy? Hả? Phải không? Dạ. Phải người dưới xuôi không? Hay là người vùng cao đấy? Không, người vùng cao đó anh ạ. Đấy hả? Vùng cao à? Các em xinh quá. Anh hỏi em gái này trước. Em tên là gì? Em tên Xuyên. Xuyên à? Vâng. Cái gì Xuyên? Lê Thị Xuyên. Lê Thị Xuyên, tên này thì họ Ly thì chắc chắn là người Mông ở vùng cao rồi. Vâng. Em năm nay bao tuổi rồi? Em 15. 15 tuổi? Vâng. 15 tuổi mà đã lo ế chồng này rồi. Ôi. Thế mà A Giờ bảo là các em ở đây là toàn lo ế chồng thôi. Thế là 15 tuổi thì chưa được nhá. Nhưng có người yêu rồi à? Chưa người yêu. Rồi có Facebook không? Có. Facebook gì? Có rất tên Xuyên. Ai giờ cái gì Xuyên nhỉ? Hả? Dạ. Facebook là gì Xuyên? Cờ lúc. Cờ lúc tên Xuyên à? Ừ. Cờ lúc tên Xuyên nhá bác nào. Nhưng mà cháu nó mới có 15 tuổi thôi. Đấy. Hỏi sang bên em này một chút. Đấy, em này thì chắc có vẻ cứng hơn. Đấy. Em tên là gì nhỉ? Dạ em tên Si ạ. MC à? Rồi, em họ tên đầy đủ. Em Lầu Thị Si. Lầu Thị Si. Các bác thấy rằng là MC thì theo Thắng đoán là MC đang khoảng 19 tuổi, đúng không? Dạ, ăn Tết xong đấy là có 19. Ăn Tết xong là có 19, tức là đến tuổi lấy chồng rồi, nhưng có người yêu chưa? Dạ, chưa. Chưa có người yêu, cầm tay nhỉ? Chưa á? Thật không? Thật ạ. Chưa cầm tay. Đấy là em C, em học đến lớp mấy? Dạ, em học hết lớp 9. Hết lớp 9, thế là hiện giờ thì muốn Tết này đi lấy chồng không? Dạ không ạ. Chưa à? Hiện giờ là em chưa muốn lấy chồng nhá.
Đấy, nhưng mà tí nữa hỏi em còn hai em bên kia chắc chắn là có em muốn lấy chồng, tại vì Thắng nhìn là biết mà. Thế là có thích đi xuống biển xuôi lấy con trai ở dưới xuôi không? Hả? Có thích không? Dạ có. À đấy, có. Thực ra những cái yêu đương ấy nó rất là tế nhị, nhưng mà em sẽ trả lời rất là thẳng nhá. Đấy, rất muốn xuống dưới xuôi để lấy chồng. Em bác nào mà em có Facebook không nhỉ? Dạ em có ạ. À, Facebook là gì? Ngọc Yến. Ngọc Yến. À, tên si nhưng mà là Facebook lại Ngọc Yến. Đấy. Tên si nhưng mà lại thích tên Ngọc Yến. Thích tên Ngọc Yến. À. Đấy là em tên là Ngọc Yến nha, Facebook nha các bác nha. Bác nào mà muốn làm quen thì liên hệ với em này. À, hỏi em tiếp theo, em này chắc chắn là năm nay muốn lấy chồng. Đấy. À, anh hỏi em chút, em tên gì? Em tên Mai ạ. Tên là Mai. À, tên là Mai, cái gì Mai? Hạ Thị Mai ạ. Hạ Thị Mai à? Vâng. À, Thắng qua em Mai này thì theo Thắng đoán chắc cũng khoảng 19-20 đúng không? Không, em mới 18. À, em mới 18 á? À, nhưng mà năm nay là cũng muốn lấy chồng rồi đúng không? Có. À, có. Cũng muốn lấy chồng rồi. Nhưng mà có người yêu chưa? Em chưa. Chưa người yêu. Đấy, các bác nhìn thấy em Mai này, nếu mà được bao điểm thì các bác chấm hộ Thắng cái nhá. Nhưng mà theo quan điểm của Thắng, Thắng mà bàn làm ban giám khảo thì chấm mấy điểm này nhỉ? Thôi để cho các bác đi chấm nhá. Thắng chấm ở đấy tí, Mai các bác lại bảo là chấm nó không đúng. Đấy. Nhưng mà em là đang rất muốn lấy chồng, mà trong Tết này cũng muốn đi lấy chồng rồi. Cũng muốn lấy chồng dưới xuôi. Có. Có. Đấy, tuyệt vời. Các bác nào mà ở dưới xuôi đăng ký qua Facebook của em gì nhỉ? Mai Ngọc. Mai Ngọc nhá. À, Mai Ngọc, tuyệt vời. Em này là em Mai Ngọc và năm nay em tròn 18. Sang Tết này là có 19 rồi đúng không? Chưa, Tết này em mới có 18. Tết này mới có 18. À, có nghĩa là bây giờ là 17 cộng. Đấy, đúng không? À, sang qua Tết này mới có 18. Em là sinh nhật tháng mấy? 12 tháng 1. 12 tháng 1. À, thế thì được rồi. Thế là Tết này là ok rồi, lên đường được rồi. Nhờ. Đây, bây giờ hỏi tiếp đến em gái này. Em gái này thì có một cái chiều cao rất là lý tưởng. Với Thắng thì các bác nhìn ấy, Thắng là 1m71. Đấy, nhưng bạn này bạn đứng còn chân dài hơn cả mình. Đấy. Nhưng mà nhìn bạn này thì em tên gì nhỉ? Em tên Lan ạ. Em tên là Lan. À, anh tên là Điệp. Em Lan là năm nay bao tuổi rồi? Em 23 rồi anh. 23 à? À, bình thường thì bạn bè đã đi lấy chồng hết chưa? Lấy hết rồi anh ạ. Lấy hết rồi à? À, nói với em thôi. Đang lo ế à? Hả? Nói chung là cũng không sợ ế đâu anh. Thế à? Không sợ ế. Em Lan là nhà em cũng trong bản này luôn. Dạ vâng. À, nhưng mà năm nay cũng muốn lấy chồng rồi chứ? Chưa anh. Chưa, rồi ơi, căng đấy nhở, gừng già rồi mà vẫn còn căng đấy, 2-3 tuổi rồi nhá. Nhưng mà bình thường nếu mà như thế thì những cái bạn trai ở trong làng này bằng tuổi em cũng đi lấy vợ hết rồi chứ? Dạ vâng, họ lấy hết rồi. À, thế đây là nhà của bạn em nữa luôn à? Dạ vâng. À, bạn em có chồng chưa? Chưa anh. Bạn em trong này mà? Bạn ở trong nhà có rồi. Có rồi. Dạ vâng. À, bằng tuổi em luôn. Nhỏ tuổi hơn em. Nhỏ tuổi hơn em mà có chồng rồi. À, thế tại sao em lại chưa muốn đi lấy chồng? Số năm nay là không đẹp à? Nói chung là số của em số nào cũng không đẹp hết á. Ờ, hay là em thích ở một mình? Đúng rồi, đôi lúc cũng thích ở một mình. Facebook của em là gì nhỉ? Lan Cục Xúc ạ. À, Lan Cục Xúc nha các bác nha. Nếu bác nào mà như này anh nào mà anh ấy tán thì vớ vẩn rồi. Nóng, em nóng lên là đấm luôn đấy nhỉ. Hoài Thắng giới thiệu qua một vòng và hỏi qua một vòng vậy. À, đôi khi nó cũng có những cái câu chuyện ở trong những cái bản, có những cái bạn gái rất là xinh. À, đặc biệt thì Thắng đến với Mèo Vạc này mấy lần rồi. À giờ dẫn Thắng lần trước, nhưng mà cái lứa lần trước là đi lấy chồng hết rồi, không có ế em nào, mà chỉ có sau có cái video nó đăng tải lên chỉ khoảng tầm độ vài tháng thôi là xuất chuồng hết. Đấy. Mấy cô đi lấy chồng hết rồi. Mấy cô, bây giờ có cô có cả con rồi đấy. Nhờ. À, như mấy em này thì chắc là theo Thắng nghĩ là cũng qua Tết. Tại vì các bác biết rằng ở vùng cao ấy thì đa phần là họ yêu nhau vào cái mùa xuân, là mùa của lễ hội. Đấy.
trai gái thường đi những cái lễ hội là gặp nhau ở đó. Ở đây có thể là nói rằng là em chưa yêu ai hay là chưa thích ai đâu, nhưng mà khi đến cái lễ hội ấy, thì duyên tình nó đến, rồi là bạn bè đến là rất là nhanh đấy. Họ chỉ cần đùa nhau, trêu nhau một cái thôi là đưa nhau về nhà, có thể là sau nên vợ nên chồng ngay. Nên là cái này thì cũng không dám chắc được là đến qua Tết này là các em nó còn có ở lại không đấy. Hôm nay thì ở đây là nhà em chủ nhà tên là gì nhỉ? Chủ nhà hả? Ừ. Em chủ nhà tên là gì? Xuyên. À, Xuyên à? Thế còn bạn áo đỏ đang rửa bát kia là chủ nhà nữa à? Vâng, vâng. À, cả hai chị em luôn, đúng không? Chị dâu à? À, chị dâu 20 tuổi. À, chị dâu là đã 20 tuổi. Anh trai của em là không ở nhà vậy à? Dạ, không ở nhà. Thôi bây giờ mời các bác vào đây tháng trưa nay ăn cơm cùng với cả các em gái ở đây. Mỗi một lần Thắng đến A giờ là đưa rất nhiều những cái bạn gái ra giới thiệu ở cái khu vực A giờ này. Còn nhiều cô lắm. Còn nhiều. Bán rồi. Đây là A giờ nói rằng còn rất nhiều. Thôn này nó có khoảng bao nhiêu em như này? Thôn này á? Ừ. Tính ra nhiều không em, bây giờ còn bao nhiêu đứa nữa? Đến 20 em không? 5-6 đứa. Còn 5-6 đứa nữa. Thế là có khoảng 9-10 em như này nhá. Đấy, em nào chân cũng dài. Đấy. Da thì trắng đó. Môi thì hồng như nụ đào mới nhú ấy, xinh lắm đấy. Tiếc rằng là Thắng là không làm ăn được gì nữa nên là không kiếm ăn gì, mảnh đất khô cằn này. Thế mặc dù rất là màu mỡ. Được đây, à? Thì cầm tay một tí. À, cầm tay à? Cầm tay được không? Được. À, đây đây nhá. Chắc là đoạn này vợ không xem video. cầm tay tí được không? Đấy, úi giời ơi, cầm tay. Úi giời, này em cầm tay cái. Ôi đấy, em này cũng em bảo là chưa một lần cầm tay mà hôm nay cầm tay Thắng là lần đầu tiên đấy. Cảm giác gì không em? Cảm giác ấn ăn lanh. Thôi còn cháu là dưới 15 chứ không dám cầm tay. Anh Thắng cảm giác có ấm tay không? Ấm chứ, ấm. À, các em ở đây phải nói rằng rất là thoải mái, vô tư thôi. Bác nào mà đến Mèo Vạc ấy thì có thể tìm các em nó qua AZ, đấy, tìm AZ nhá. AZ thì nhiều các em gái ở đây, xinh gái, tuyệt vời luôn. Đó. Chị đang rửa bát để tí mình có cái âu cái bát để dùng bữa ăn. À, bữa. Chị chủ nhà đây luôn. À, rồi bây giờ ok, vào đây xong là tí nữa trưa nay Thắng ăn cơm. Bây giờ thực ra là nó cũng rất là muộn rồi các bác ạ. Thắng vào đến đây là Thắng chạy suốt từ Minh Sơn. Đó, từ Minh Sơn Thắng sang. Khi bàn giao xong tiền cho của bạn Bền ấy, thì Thắng trở về đây. Đấy, và nhờ em A giờ nấu cơm cho. Ăn cơm tại cái khu vực gần bản của em A giờ. Thắng tìm mãi vào đến đây đấy. Đường rất là khó đi. Thắng nhờ ở đây thì các bác nghĩ là chỉ có gà trên bản. Nhưng mà chắc là hôm nay là sẽ không nấu mèn mén. Tại vì Thắng dặn là ăn cơm, nấu cơm. Đấy, có cơm ăn. Giờ em phải đậy vung vào một tí nữa. Anh nhìn chắc là sắp được rồi đấy, đúng không? Vâng, vâng. Ừ. Mấy em này cũng không làm gà luôn à? Ở nhà mà em có phải nấu cơm không? À, cũng phải nấu cơm. Ừ. Rất là chăm chỉ. À, vẫn phải đi cắt cỏ bò chứ nhỉ? Nói chung là người mông thì ai cũng phải cắt thì. À. Nhà em là có mấy anh chị em? Em có 7 chị em. 7 chị em. À, em là đứng thứ mấy? Em thứ 2 ạ. Thứ 2 à? Dạ vâng. À, thứ 2. Ôi, cháu nhỏ đang khóc kìa. Em là thứ 2, còn thế đằng sau em là còn 5 người nữa kìa. À, cho nó cái kẹo, nó tha. Nó tha, đấy. Trẻ con này cứ làm phiền chú đang phỏng vấn các cô con gái ở đây. Ừ. Thế em học đến lớp mấy? Em học đến lớp 9. Lớp 9, à. Hai em đều học hết lớp 9. Em này học lớp mấy nhỉ? Lớp 3 xong là em bỏ đấy. À, lớp 3 là bỏ đi đâu? Em đi làm công ty. Lớp 3 hết cấp 3 chứ? Lớp 3 thôi. Lớp 3. Rồi, à. Em ở nhà mấy năm xong là em mới đi làm. À, đi làm công ty bao giờ chưa? Đi làm. Làm ở đâu? Em làm Bắc Giang. Bắc Giang à? Vâng. À, chỗ nào Bắc Giang? Em làm Nội Hòa Sông Khê. À thế à? Vâng. À, xuống Bắc Giang rồi à? Vâng.
hẳn nào hỏi là chỉ có em này là thích đi lấy chồng nhanh và ngay và luôn. Đấy, em này đi Bắc Giang rồi này. Đấy, em học hết lớp 3. Đấy, bác nào mà có thông tin gì lại với cả em Mai nhá, qua Facebook nhá. Đấy. Còn em đang đun nấu kia, tí nữa phỏng vấn sau, tí ăn cơm phỏng vấn sau. Em đấy chắc chắn là cũng đi làm xa rồi đúng không? Em không có rồi anh ạ. Em đấy là chắc chắn là cũng đi Bắc Giang hay Bắc Ninh rồi. Đúng không? Em vừa có đi rồi anh. À, em gái kia cũng đi Bắc Giang, Bắc Ninh rồi. Thế còn em đã đi đâu chưa? Dạ em đi một lần. Đi một lần rồi. Sài Gòn. Sài Gòn. À, đi Sài Gòn rồi. À, em làm gì trong đấy? Em cũng đi làm nhưng mà kiểu đi đến đó công việc nó vất vả quá nên lại về. À, vâng. Đến Sài Gòn rồi nhưng mà công việc nó vất vả quá xong lại về. Xong về à. Xong không đi làm luôn. Em đi máy bay vào đó à? Em đi xe khách thôi. Xe khách? Vâng. À, thế mà sao mà em biết được đường đi vào đấy? Đường đi lòng ngoằng lắm. Em cùng cô chú đi thôi. À, cô chú đưa đi à? Vâng. À. Em lần đầu đi sao biết được. Thế à, lần đầu đi. Thế em vào đấy được bao nhiêu ngày? 10 ngày. 10 ngày ở trong đó. Ừ. Tính cả đi và về. À, cả đi và về có 10 ngày thôi. Vâng. Vào công việc và vất vả của em không làm được. Vâng. Ừ. Thế là em về em. Em ở đến bây giờ luôn. Vâng. Nhưng mà theo lúc nãy Thắng hỏi em bảo là em chưa muốn lấy chồng nhưng mà theo Thắng đoán là năm nay là Tết năm nay là em cũng lên đường đi lấy chồng rồi đấy. Ừ. Theo Thắng phỏng đoán thế. Thôi bây giờ chờ nấu cơm ăn cơm nhá. Nhá. Cho ấy xong ấy luôn. Các em này toàn là điện thoại xịn hết. Điện thoại còn xịn hơn cả anh Thắng. Bình thường mọi hôm ông sự taxi dù có dã ớt bằng cái này đâu, hôm nay nhìn thấy các em gái ông mang hẳn rau quắm nữa. Cái này giống cái mỏ đấy. Cẩn thận vỡ bát, ông mang cái chày chày như này ông dã vào cái bát kia thì toạc bát người ta ra. Đó, ông sự này rồi làm các em mới đỏ hết mặt lên rồi kìa. Đấy, thì cho nó chấm vào đây. À đây, em chủ nhà. Chủ nhà vừa nãy là rửa bát, chưa vào. Hôm nay em 20 tuổi. Chủ nhà tên gì nhà em nhỉ? Hả? Kìa. À. À, mười mấy tuổi, em 20 tuổi chứ. Thế bằng tuổi đội kia mà có con, hai đứa con rồi. Auto à? Auto Minua à? Lấy chồng năm bao tuổi? Lấy chồng Han Tâu Sùng à? À. À. Tí bảo hai con của em ra ăn cơm cùng bọn anh nhá. Bảo hai mi nhỏ ra ăn nó cay á. Đậu à? Đậu. À, à giờ hôm nay chuẩn bị kỹ cho anh Thắng ghê nhỉ? Wow, là đây đấy nhá. Đậu cân đấy. Đấy, gà thì... Gà chặt xếp lên sau. À, dao có vẻ hơi dỉ nhỉ? À giờ nhỉ? Vâng. Lâu rồi, lâu rồi không sử dụng ra toàn đi chặt củi đâu. Tài nó đang bổ đậu ấy. Củ đậu bay. Ui dồi. Bé quá. Hạnh chưa thấy ai thái đậu như mày thái. To quá thì tôi không mút được. Hả? Sợ hóc
Làng này thế là có còn trên 50 nóc nhà mà còn có 9 cô gái như này. À giờ là khoái nhờ. Bảo các cháu ra ăn cơm đi. Bảo ra hết đi. À múc ông cơm nữa. Gà ngon đấy, à giờ. Thơm. Như kiểu dao này hơi nảy đúng không? Dao này không ổn nữa. Hả? Thớt lõm. Thớt lõm à? Nhớ để còng cho các cháu nhá. Chặt nóng cũng dễ nát lắm. Nhấc người luôn. Bày bẹn nó đẹp đẹp tí. Tí họ tưởng tôi cưới. Đấy, hai quả trứng luôn. Cẩn thận mất tay đấy em ơi. Chặt thế thì. À ngon. À giờ nay mổ tháng 3 con này. Tha hồ mà bụp. Có bát không? Có thì bảo cho bát mới cả anh ăn cơm đi, không ngờ tí nữa là lại ngồi và lại chờ nhau đấy. Anh 3 người, em 2 người, 5 người, 5 người mới cả 5 bạn con gái 10 người. Mới cả chị chủ nhà với các cháu nữa. Anh tài được đấy nhỉ? Xếp thịt. Xếp thịt như cô cưới không? Hả? Nên anh tài được không? Được. Mấy điểm? Cho 8 điểm. 8 điểm đó. Được đấy. Tài 8 điểm. 8 điểm đâu. Mày biết nó chặt thịt mất một ngón tay rồi kìa. Cái này có 3 quả mà đi đâu rồi?
Đấy, để ra hai cái còng to cho các cháu. Đấy. Cho trẻ nhỏ ăn. Nhà không có chiếu thì phải ngồi bàn này. Được chưa? Ăn rồi. Mời anh em ơi. Cơm đi. Không đủ đũa. À, thôi cũng không sao. Có gì mình chén như thế. À, gọi mọi người ra đi. Anh Sữa ơi, mọi người đây, mấy anh em ơi, ngồi đi. Cơm đi. Ngồi đi, mấy chị em ngồi vào đi. Ừ. Ngồi đi. Thắng ngồi rộng ra ngoài đi. Ngồi vào đi, ngồi các em ngồi vào đi. Ờ. Lan Điệp, anh Điệp đây. Ngồi đi. Em Mai, ngồi đi. Ngọc, ngồi đi. Ui giời. Bảo chủ nhà ra ngồi đi. Cho con ra đây. Ừ. Anh Sự đâu? Mấy anh em ngồi vào đi. Cứ ngồi chén hết vào nó khắc đầy đủ hết. Ừ. Không có em nào ngồi gần anh Thắng à? Đây còn bảo ngồi kia, gia đình ngồi vào kia. Đấy, ngồi vào đi. À. Trẻ con thì đưa còng vào trong cho ăn. Đấy, gấp còng vào cho chủ nhà ra đây. Ừ. Lấy đùi gà vào cho các cháu ăn. Mới đâu cũng được. Ôi, cơ này chắc là để sang bên này thôi, tại à. Không có chỗ. Ra đi, em chủ nhà ra đi. Anh Sự ra đi. Chỗ kia còn ngồi được người nữa mà. Em ngồi đi chị ơi. Ừ. Nào mà. Chủ nhà hay ngại à? Sao chủ nhà lại ngại? Đây chủ nhà đây nữa đúng không? Kia là chị dâu nên nó ngại đúng không? Vâng. Ừ. Giờ sẽ đến nó mỏ sẽ chịu chàng. Ừ, nó mỏ nó cay à? Này. A giờ thì ngồi đây luôn cũng được. Ờ đấy, A giờ ngồi cạnh chủ nhà. À, sợ. Wow. Con gái kiểu chồng không có nhà ấy đúng không? Nên là xấu hổ. Không có người già luôn rồi. Ừ. Nhưng mà không có đũa, người nào có đũa thì ăn đũa nhá, còn người nào không có đũa thì ăn tay. Nhà điều kiện hoàn cảnh nói thật các bác đấy. Là... Phải chỉ cổng vua sao? Thôi không đủ bát, một đứa em dòng tay cũng được. Bát rồi đấy. Bình thường thì bà con là toàn ăn thìa đấy. Nhà này cũng ăn thìa đúng không? Em? Mai nhỉ? Em là Mai nhỉ? Xuyên nhỉ? Toàn ăn thìa. Em là được ưu tiên đấy, có cả đũa lẫn bát đấy. Các anh em này cũng vậy, tôi chỉ được đôi đũa thôi. Có đôi đũa là bát làm anh đến đây nhà. Anh ơi, bát anh đây. À đấy à, có cả bát à, anh cũng vẫn được bát à. À đấy, chủ nhà, chị em nào ăn thìa thì phát thìa. Ăn thìa thì em chịu. Cho thịt vào cho bọn trẻ con ăn đi. Trong hai, cho hai đứa, đưa một cái bát đấy. Đưa một cái âu ấy. Một cái đùi, một đúng không? Một cái đùi cho thằng kia rồi đúng không? Đây còn cái đùi nữa này. Cứ gắt để vào đấy đi, tại vì các cháu chưa ăn bọn đấy. À. Cứ gắt để vào. Cái để đây nhá, để khu này nhá, khu này nhá, phong tỏa khu này nhá. Đấy, khu này, đây, đùi đây. Ừ. Thôi, trước khi vào ăn cơm thì cảm ơn A Giờ nhá. Đã đi mua gà bắt gà xong rồi dẫn Thắng đến một ngôi làng mà rất nhiều con gái, toàn con gái xinh như này, phải nói rằng là tuyệt vời. Bữa cơm này chắc là bữa cơm ngon. Ừ. Ừ. Ôi dồi. Vừa ăn vừa nuốt nước bọt ức.
Thôi mời các em đi, dạ, mời đi, dạ. Mời cả nhà ăn cơm. Làm tí rong rua đi. Mời đi, mời đi. Nó mỏ nhá. Ừ. Được một miếng cháy rồi nhá. Ừ. Đằng kia luôn, đằng kia đều cây. Thôi mất. Ừ. Thôi mất canh. Ăn đi các em. Ừ. Không đúng ổ không? Ăn khỏe rồi nhá. Ừ. Không ăn hết là không được về đâu ấy. Ừ. Không ăn hết mà không được về á? Thế thì cứ ở lại đây à? Bây giờ là ăn thịt đi nhá, tự nhiên nhá. Tự nhiên đi. Dùng cái tay này luôn. Ngon lắm. Cứ tự nhiên đi. Các em gái đây là ăn mèn mén. Nên là gia đình là vẫn ăn bằng thìa. Nên là quen ăn thìa rồi. Nên là gia đình là không có bát nhiều. Ngon không? Mỗi khi họ tiếp đãi khách ấy, những cái đồ mà để ăn uống mà bằng bát con như này là rất là hiếm, ít ít nhà có. Nhà bát được chấm nhiều đấy, độ cay tuyệt vời luôn. Mấy em có ăn được cay không? Ăn được chưa đúng không? Tay luôn, các bác thông cảm nhá. Ừ. Này luôn. Ừ. À, giờ là ăn bằng tay luôn ạ. Mời các em đi, ăn. Ừ. Nó cho. Nó sẽ chẳng mùi mà. Sao? Không ăn à? Ngại ngại ấy. Ừ. Chủ nhà lại xấu hổ ra đi. Ừ. Không xấu hổ mà. À, giờ lấy hẳn cái âu lên, múc lấy thịt riêng và cho mẹ con ăn trong nhà. Vâng. Lấy mấy cái âu cho anh em. Cái âu to ấy, ăn luôn. Mà lại này, mà bạn gì ạ? Đi xin cầm một anh đi xin. Anh Tài đi thưởng thức đi. Ừ. Đấy, đùi gà, đây, đây, mấy miếng. Nhưng hề quá. Đó. Ừ. Rồi, đó. Chủ nhà xấu hổ. Chủ nhà có chồng là khác. Đấy. Con gái chưa có chồng họ tự nhiên hơn. Chồng có khác. Có chồng là sợ là về chồng nói đúng không? Hả? Còn thế là anh trai em đi đâu? Đi làm à? Đi làm. Làm ở tận đâu? Làm Bắc Giang. Làm Bắc Giang. À. Thế là chỉ còn mỗi chị dâu mới em ở nhà. Thế còn bố mẹ em? Bố em mới giờ còn mẹ. À. Bố là mất rồi thì còn mẹ đâu? Thế nhà có hai anh em nữa à? Ba anh em. Ừ. Ăn đi em. Ừ. Em này thì còn bé thôi. Chỉ hơn 15 tuổi. Sang năm mới có 16 à? À. Ừ. Luôn gấp luôn đấy. Không sao, không sao. Anh Thắng ăn cơm nhá, bỏ cơm nhá. Ờ. Cứ ấy không ăn cơm. Ừ. Mấy chị em bên này có vẻ tự nhiên hơn mấy chị em bên kia. À. Mấy chị em có vẻ xấu hổ hơn. À. Không phải ngại đâu. Tuyên. Như này mà đi về nhà chồng bọn em thì làm sao mà dám gắp mà ăn. Rồi. Đấy kia họ tự nhiên lắm. Cười tủm mình không chịu ăn nhỉ? Xuống bếp cười tủm mình á. Thế anh cũng xuống đấy cười tủm với nhau đi. Xuống bếp mới cháy cười tủm cùng chủ nhà luôn. Thực sự là ông chỉ có đi tìm cháy, lúc nào cũng đi tìm cháy. Ừ. Đấy, rau cải đây to nhỉ? Rau cải, lá rau cải to. Gà thì béo, nhiều mỡ thật. Từ đây chạy ra Mèo Vạc khoảng bao cây nhỉ, giờ nhỉ? Khoảng 35 cây. Ừ. 35 cây.
mai là anh có chương trình gì không? Ngày mai anh đi ăn nhà mới. Ừ. Tôi nghe ra mèo vạc là khoảng 33 cây các bác. Đừng bắt cháy rồi nhá. Cho Mã Văn Tài ngồi ăn cho thoải mái. Đấy, Mã Văn Tài ngồi đúng chỗ rồi đấy. Đấy. Tên là gì? Tên là Già. À. Trẻ em tên Già. Em tên là Già. Sinh năm bao nhiêu? Em 2007. 2007 á, ui, cháu rồi. Tương tự gọi bằng em. Mời các bác nhá. Hôm nay anh em ăn bốc nhá. Chơi thoải mái đi, bốc biết chơi hết đi. Cứ ăn có 3 thứ mày biết không? Là phải dùng tay là biết cái gì không? Hả? Hả? Dùng tay để bốc. Thịt gà này, xôi này là phải dùng tay. Còn một cái nữa. Tài không biết đâu mà. Biết mà em. Em biết mà. Ừ, hôm nay người cạnh em gái xinh ngon phết anh. Tài này nuốt nước bọt ứng ực. Không chấm nước chấm cũng ngon rồi. Gà không cần chấm nước mắm. Nước chấm nữa. Ngon em nhỉ? Ngon. Đấy. Chưa quay mà đã có vừa nói Facebook rồi mà đã có anh liên hệ rồi. Em gái. À, em gái. Anh tưởng là đã có người liên hệ rồi này. Làm gì có anh. Chưa có đâu nhá, đến lúc anh quay thì là mất uy tín đấy. Em bảo là em lại có người yêu rồi. Mai này chấp nhận lời mời. Biệt đấy. Mai là em lại bảo thế thì chết dở đấy. Gà ngon lắm à giờ ạ. Đồ ngon. Độ cay. Nồi vẫn còn nhiều. Cơm cháy ở nồi vẫn còn nhiều. Từ đây về nhà giờ bao xa nhỉ? Chục cây đấy nhỉ? Nó khoảng đấy anh ạ. Thế mà giờ biết cả lên bản trên này. Chính đỏ địa bàn của giờ rất là rộng nhá. Trước kia anh giờ chưa có vợ hay là có em nào? Chắc lúc đấy đội này còn bé thôi đúng không? Còn bé. Chưa lớn đâu nhỉ? Giờ là chín mấy cơ mà đúng không? Em... Vâng, em là 98. 98, em này là 2000 lẻ mấy? 2005. 2005 à? Thế còn em kia? Cũng thế à? 2006. Toàn các em trẻ. Đầu tiên là em Xuyên. Em ngồi đi em. Xong là mới giới thiệu bảo là may anh vào đây chơi hoặc là có cả anh Thắng nữa. Thế à? Thì mới gọi mấy em ở đằng sau này. Bên đây chơi vui thế này, cứ như Tết nữa. Có em vui không? Làm anh Tài của anh cứ quay vừa tủm tỉm. Em không ăn, dám ăn thịt nữa. Lúc đầu anh tưởng mày không ăn thịt gà. Có nào không dám ăn. Mà ăn thịt đúng không cần nước chấm nhờ. Không cần chấm. Tối nay về chắc còn không ăn cơm rồi anh. Ngấy. Con gái vùng cao rồi. Các bác thấy là con gái vùng cao rất là thật thà nhé. Nói rất là chia sẻ, nó thoải mái. Đứa này đi, đứa khác lại xuất hiện luôn. Tới này anh sẽ đưa các em đi hết. Lấy chồng hết. Chắc chỉ vài bữa nữa thôi. Các em lại có chồng hết rồi. Lời chia sẻ của các em đấy thì bảo là có người thì chưa muốn lấy chồng nhưng mà Tết nay để xem có qua Tết hay không ấy. Toàn là ở cái tuổi mà 18, 19 rồi. Này con đi rồi.
Xin bác à? Hả? Chưa biết nói không? Chưa biết xin à? Học lớp mấy rồi? Em lớp 1 à? Lớp 1 mà chưa biết nói kìa. Kiểu xấu hổ ấy, đúng không? Ừ. Em ăn cơm xong là buổi chiều nay đi làm gì? Mai hoặc là xuyên? Chơi thôi đúng không? Đi cắt cỏ. Cắt cỏ. Tí nữa cho anh A giờ đi cắt cỏ với. Anh vác hộ nhé. Ừ. Còn cho anh Tài anh vác hộ cho. Nhờ. Tài vác không? Vác được mà. Ờ. Nhưng mà nhớ là chỉ vác cỏ ấy nhá. Em biết mà. Em biết rồi anh ạ. Ba bản này vui đấy. Này thì bản này đúng là không ai muốn về cả. Gặp các em như này thì em ăn miếng gan cho gan to, nếu phải sợ ai. Thắng đã ra đến đường lớn rồi nhá. Bây giờ chạy thẳng về Mèo Vạc để gặp cháu Thảo Mỹ Linh. Đấy, ngày mai còn lên Hấu Chua. Đây là từ đây ra huyện là còn 30 cây nữa. Ở trong những cái câu chuyện mà Thắng chia sẻ thì đôi khi nhiều bác các bác gọi bảo em này thế này em kia thế kia, nhưng mà đây là Thắng gặp đến A giờ ăn cơm những thứ cũng là những cái câu chuyện vui thôi. Có gì mà các bác xem mà thấy các em nó mà muốn có thể làm con dâu hay là con gái của mình, con làm con dâu của mình mà về xuôi được thì các bác cũng có thể liên hệ qua em A giờ. À giờ em ấy sẽ chỉ cho. Còn Thắng thì do là cái đường Thắng đi từ thành phố Hà Giang lên đến đấy, và Thắng chạy Minh Sơn xong và lên đến đấy là vừa buổi trưa, nên là Thắng cố thì bảo à giờ nấu cơm cho Thắng ăn cơm tại đó. Thắng xin kết thúc cái video của mình ở đây. Hẹn gặp lại các bác vào những cái video tiếp theo.